Quý cô bác, anh chị kính mến, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Đầu xuân năm mới Giáp Thìn, thay mặt cho ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc năm mới tới quý cô bác, anh chị. Đong cho đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, giữ cho mãi an khang, thắt cho chặt phú quý. Cùng chúc nhau như ý, chúc năm mới bình an, cả nhà đều sung túc, mọi sự đều cát lành. Và quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Sự thật chấn động cuộc đời tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, lén làm điều này sẽ được trời thương Phật độ, tránh họa đắc phúc, vượt qua vận hạn, đổi đời đại gia, càng làm càng giàu, đúng 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Quý vị thân mến, trời sinh hữu mệnh, phú quý tại thiên, sinh ra mỗi người mỗi số mệnh, có người được giàu sang ngay từ khi mới lọt lòng, có người lại sống trong nghèo khổ, lo cơm ăn từng bữa, lo từng đồng để trả nợ, nhưng cuộc sống có phải cứ mãi an bài như vậy thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì phải không ạ? Cuộc sống có lúc thăng lúc trầm, ngày hôm nay giàu có không có nghĩa là về sau này mãi mãi là như vậy. Sau khi quan sát sự dịch chuyển của các chòm sao cung mệnh cũng như vận trình lưu niên, các bậc thầy tử vi có tiết lộ con giáp tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong năm 2024 sẽ bước vào năm đại hạn 49 tuổi đầy biến động. Đặc biệt nếu bản mệnh không chú ý vận trình của mình trong 6 tháng đầu năm 2024 này thì có thể rơi vào cảnh lao đao, túng thiếu, có người còn đối diện với cảnh vỡ nợ, trắng tay, tang tóc bi thương. Vậy cụ thể vận trình trong 6 tháng tới của tuổi Bính Thìn sẽ ra sao? Bản mệnh cần phải chú ý điều gì và làm cách nào để hóa hung thành cát, biến năm 2024 là một năm tài lộc sum suê, tiền vàng nhét chật két? Tất cả sẽ luận giải chi tiết trong video của Minh Đường Tử Vi ngay dưới đây. Trước khi đi tìm hiểu nội dung cụ thể, quý vị và anh chị đừng quên ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh miễn phí và ấn vào tín hiệu chuông để được cập nhật những video mới nhất đến từ kênh Minh Đường Tử Vi. Đồng thời, quý anh chị nhớ hoan hỷ chia sẻ với người thân bạn bè để cùng nhau tìm hiểu những thông tin bổ ích của Minh Đường Tử Vi nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị và anh chị cùng đi tìm hiểu nội dung chính video ngày hôm nay. Và anh chị nhớ chú ý thật kỹ video để không đánh mất những gì mình đang có trong tay. 1. Đặc trưng tính cách người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong hệ tử vi đổ số. 2. Tiết lộ chi tiết vận trình tử vi từng phương diện trong 6 tháng đầu năm 2024 gồm sự nghiệp, công danh, tiền bạc, tài chính, tình duyên, gia đạo và sức khỏe của Bính Thìn sinh năm 1976. 3. Luận hung cát từng tháng của người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. 4. Bình giải sao hạn và cách hóa giải vận xui của tuổi Bính Thìn. 5. Màu sắc may mắn cho tuổi Bính Thìn trong năm 2024, chi tiết như sau. 1. Đặc trưng tính cách người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Bính Thìn thường gọi là Thiên Thượng Chi Long, tức rồng trên trời, cung chấn, trực kiên, mạng sa trung thổ, đất pha cát, khắc dương liễu mộc, con nhà huỳnh đế, phú quý, xương con rồng, tướng tinh con chuột, bài chúa ngọc độ mạng, thiên can, bính, tương hợp, tân, tương hình, canh, nhâm, địa chi, thìn, tam hợp, thân, tý, thìn, tứ hành xung, thìn, tuất, sửu, mùi. Bính Thìn được thừa hưởng những đặc tính của loài rồng là sự thông minh, hoạt bát, ngay thẳng và cứng rắn. Họ luôn ngập tràn sức mạnh và năng lượng, là biểu tượng của sự giàu có, quyền lực và hơi kiêu ngạo. Họ là những người thông minh, sắc sảo, có tài ăn nói và có giác quan nhạy bén, nên rất dễ thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Người tuổi Bính Thìn sống rất vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui, niềm hạnh phúc cho người khác. Bởi vậy Bính Thìn có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè và người thân xung quanh yêu mến. Bính Thìn mệnh thổ rất lương thiện, dễ mủi lòng. Đây là bản tính của họ chứ hoàn toàn không có chút gì giả tạo. Tuy họ luôn có mong muốn lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, nhưng tính cách không rõ ràng nên cuộc sống của họ khá bình yên. Thực ra người này chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì với tố chất của mình,
họ hoàn toàn có thể trở thành lãnh đạo, quản lý xuất sắc, có quyền lực trong tay, đủ sức tạo phúc cho nhân dân. Tuổi Bính Thìn nữ mạng rất thoải mái, linh hoạt trong cách giao tiếp, với vẻ ngoài thanh lịch, họ dễ tạo được thiện cảm với người xung quanh, đặc biệt là người khác giới. Nụ cười luôn rạng ngời trên môi và ánh mắt thân thiện cũng là ưu thế của họ trong giao tiếp. Người tuổi Bính Thìn sống bao dung, chân thành, vì vậy bạn bè, người thân luôn tìm đến họ để sẻ chia nỗi niềm tâm sự, nhưng tuổi Bính Thìn lại giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc chung. Họ dễ nóng giận và cũng dễ tha thứ cho người khác, không bao giờ ôm thù hận trong lòng. Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Tuổi Bính Thìn một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá như một con dao hai mặt. Nếu chủ quan, con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kỳ lúc nào. Phụ nữ tuổi Bính Thìn luôn đấu tranh để tìm được sự bình đẳng trong cuộc sống. Họ thích làm việc thiện và kêu gọi mọi người xung quanh gia nhập vào những tổ chức từ thiện, ủng hộ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Họ là những cô nàng thoải mái, năng động, hòa đồng với mọi người xung quanh. Họ giản dị trong cả phong cách ăn mặc, không quá cầu kỳ. Đó là lý do tại sao bạn sẽ luôn thấy hình ảnh cô nàng tuổi Bính Thìn với những bộ trang phục đơn giản, thoải mái, chứ không phải những bộ váy áo sexy. Phụ nữ tuổi này trông bề ngoài thì có vẻ rất cứng rắn, kiên quyết, nhưng nội tâm khá hiền lành và mềm mỏng, nhân hậu, đôi lúc đa sầu đa cảm. Họ cũng có lúc để lộ sự cố gắng gồng mình tỏ ra mạnh mẽ để lên dây cót tinh thần, nhưng ẩn bên trong lại khác. Người Bính Thìn nam mệnh có tính cách thay đổi khá nhanh. Họ là những con người say mê quyền lực, khá ngông cuồng và kiêu ngạo. Tuy nhiên những người này lại gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên, ngông cuồng kiêu ngạo, nhưng họ lại sở hữu một tính cách vị tha, khoan dung, lúc nào họ cũng tràn đầy sinh lực. Đối với họ thì một cuộc sống đa sắc màu, rực rỡ mới là một cuộc sống đáng để hưởng thụ. Người tuổi này cũng có những tính xấu, đó là hay muốn gây sự chú ý, thích coi mình là trung tâm, đòi hỏi vô độ từ những người khác mà không cần lý lẽ và có những suy nghĩ khá lạ đời. Người sinh năm Thìn thường gặp những trắc trở nho nhỏ trong thời thơ ấu. Từ nhỏ bạn đã yêu cầu quá nhiều ở những người thân, cho nên hoàn cảnh xung quanh không mấy hoàn hảo đối với bạn. Mặt khác, cá tính độc lập sẽ khiến bạn gặp nhiều phiền toái không cần thiết khi đến thời trung niên, vì bạn luôn muốn nổi bật trong đám đông, như vậy thường khiến người ta ghen ghét, đố kỵ, gây ra nhiều rắc rối và hiểu lầm. Bạn nên chú ý điều tiết mối quan hệ với những người xung quanh, nhiều chuyện nên hỏi ý kiến người khác. Nhưng khi về già, người tuổi Thìn thường rất vui vẻ, gặp mọi sự thuận lợi, có thể nói là muốn mưa được mưa, muốn gió được gió. Bạn vốn thông minh, lanh lợi bẩm sinh, phản ứng nhanh nhạy, quan sát tinh tế. Bởi vậy bạn không mấy vất vả khi quản lý kinh tế, tài vụ. Có điều tuy bạn biết cách quản lý tiền bạc nhưng không sao chuyên tâm theo đuổi phú quý. Hơn nữa, thông thường đối với bạn, tiền bạc chỉ là phương tiện để đạt được mục đích cao nhất của đời người mà thôi, chứ không phải là thứ quan trọng nhất. Điều bạn mong muốn duy nhất là thực hiện được ước mơ của bản thân. Quan điểm về tài lợi của bạn quả chính xác và sáng suốt. Nếu bạn có thể hài hòa giữa hiện thực và lý tưởng, nếu bạn có thể coi theo đuổi tiền bạc cũng là một phần của cuộc sống, bạn có khả năng trở thành đại phú. Nhưng với tính cách của bạn, nếu thu nhập nhiều nghĩa là chi tiêu cũng lớn, cho nên nếu bạn muốn dành dụm tiền một cách có kế hoạch, hãy đầu tư vào bất động sản hoặc cổ phiếu để gia tăng và giữ gìn tài sản. Lòng tự tôn cao thúc đẩy bạn có lý tưởng hơn người. Nếu phân tích kỹ, lòng tự tôn ấy thường chỉ để thỏa mãn sự say mê hư danh mà thôi. Dù bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền, song cũng chỉ nhằm chứng minh bạn tài giỏi hơn người mà thôi. Vì vậy, bạn chớ ấp ủ ý định làm giàu nhanh chóng bằng cách đi đầu cơ hoặc đánh bạc, nếu không bạn sẽ luôn luôn bị thiệt thòi. Những người tuổi Bính Thìn thuở nhỏ khá hiếu động, tinh nghịch, ham chơi, khi lớn lên khả năng giao tiếp ngày càng được cải thiện. Điều đó giúp cho họ dễ dàng nổi bật trước đám đông, tạo dựng nhiều mối quan hệ. Tuy nhiên có một số người lại cho rằng tuổi Bính Thìn phô trương, tự tin một cách thái quá. Tuổi Bính Thìn làm việc rất chăm chỉ để vươn tới một cuộc sống sung sướng, giàu sang. Họ giỏi trong việc kiếm tiền và luôn có kế hoạch dành dụm cho tương lai của mình. Những người này làm việc không chỉ vì mục đích kiếm tiền, điều quan trọng nhất là họ được sống với đam mê, sở thích của mình. Nhờ vào sự cố gắng, ý chí quyết tâm vươn lên phát triển bản thân mà những người tuổi Bính Thìn thường đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Họ không bao giờ sợ hãi, lùi bước trước khó khăn. Ngược lại, tuổi Bính Thìn xem đó như là thời cơ quý giá để khẳng định bản thân. Tuổi Bính Thìn không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với những đam mê của mình. Họ hăng say làm việc và luôn có niềm tin vào tương lai tươi sáng. Không ít người tuổi Bính Thìn chưa đến 40 đã có tất cả. Nhìn chung, một khi tuổi Bính Thìn đã bắt tay làm việc gì thì sẽ tạo được thành quả ngoài mong đợi. Càng lớn tuổi, Bính Thìn càng được quý nhân phù trợ nhiều, ngày càng giàu có, sung túc, sống cuộc đời viên mãn.
2. Tổng quan tử vi trong 6 tháng đầu năm 2024 của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Về mặt sự nghiệp, tuổi Bính Thìn 1976, trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Tử vi Bính Thìn trong 6 tháng đầu năm 2024, sự nghiệp có bố cục Kiêu Thần đi vào cung mạng, Kiêu Thần hay còn gọi là Thiên Ấn. Nó mang trong mình số mệnh bất phàm, nghĩa là tử vi người tuổi Bính Thìn trong 6 tháng tới sẽ khá đặc biệt. Về công việc, bạn phát huy được năng lực của chính mình, ý tưởng sáng tạo độc đáo, có khả năng lĩnh ngộ cao, nên dễ dàng đạt được mục tiêu công việc đề ra. Tuy nhiên, thái tuế trên đầu cũng tạo cái tôi của con giáp này bành trướng thái quá, thiếu đi sự quan sát tổng quan, kèm với đó là phá hủy các mối quan hệ xã giao. Lời khuyên dành cho bản mệnh là lúc nào cũng cần phải cân bằng trạng thái tâm lý, tránh manh động kẻo động việc gì cũng hỏng. Mưu sự trong thời gian tới phải tính toán thận trọng, việc không chắc thì không làm, nhất là đừng a dua theo người khác, hành sự nhất định phải cẩn thận, đề cao tinh thần cảnh giác trong mọi tình huống. Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2024 sẽ là khoảng thời gian nhiều thách thức, cùng với đó là cơ hội cho con giáp này. Nếu khó khăn đã không thể tránh khỏi, thay vì buông xuôi, hãy cứ thẳng thắn đối mặt để khai phá tiềm năng của bản thân, bứt phá giới hạn. Chỉ khi rèn cho bản thân khả năng thích ứng nhanh, bạn mới có thể giảm thiểu hung hiểm do thái tuế gây ra. Trong vô vàn tác động tiêu cực, vẫn còn hy vọng cho tuổi Thìn khi các tinh thiên ấn đồng hành, bản mệnh cứ phấn đấu hết mình, sẽ có ngày thành công tới. Dự báo tài lộc của tuổi Bính Thìn 1976 trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Tử vi Bính Thìn trong 6 tháng đầu năm 2024, về tài lộc người tuổi Bính Thìn 1976 sẽ có nguồn thu nhập đảm bảo. Ngoài ra, sự nhạy cảm của bạn với tiền bạc cũng mạnh hơn rất nhiều, nên cơ hội kiếm tiền luôn bày ra trước mắt. Bạn có sợ trường lại điều tra, tìm hiểu, nên việc nắm bắt tin tức đầu tư sinh lời luôn mang về cho bản mệnh nhiều khoản thu bất ngờ. Tuy nhiên, thầy tử vi cũng nhắc nhở con giáp này, dù có kiếm được tiền cũng phải tiết kiệm, tích lũy cho riêng mình một khoản đề phòng những bất trắc, rủi ro có thể xảy ra. Trong năm 2024, vấn đề lựa chọn đối tác làm ăn cũng chớ nên qua loa. Thái tuế có thể gây ra tranh chấp liên quan tới tiền bạc. Nếu nổ ra xung đột, bạn có thể sẽ là bên chịu nhiều thiệt thòi hơn cả. Do đó, bạn cần hết sức cẩn trọng khi chọn người hợp tác làm ăn, đặc biệt với người thân hay người có quen biết. Nếu là dự án đang thực hiện dang dở, nên chú trọng chi tiết, tiến hành từng bước, tính toán kỹ lưỡng cái lợi cái hại, làm đến đâu chắc đến đấy. Bạn không nên chủ quan quen tay quen việc mà nhảy cóc công đoạn, bởi trong năm vận khí sa sút, chuyện xui rủi có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nóng vội khiến bạn mất cả trí lẫn tài. Với người ai đang đi làm thuê hay nhân viên văn phòng cũng cần chăm chỉ hơn, chớ buồn chán, uể oải có thể ảnh hưởng tới nguồn thu nhập chính của bạn. Hơn nữa, có thể vì sự chủ quan trong việc đánh giá tình hình, nên bạn còn có thể bỏ tiền túi ra đền bù thiệt hại. Đã đến lúc tuổi Bính Thìn cần chậm lại một chút, để có thể suy xét kỹ hơn khía cạnh liên quan đến công việc và thu nhập hiện tại. Ngoài ra, hung tinh cũng sẽ gây tiêu hao tiền bạc. Bạn nên chi tiêu hợp lý, hạn chế mua sắm hay cho vay mượn không đúng mục đích để tránh khiến tiền của hao hụt càng nhiều. Hãy quản lý tốt túi tiền của mình trước khi có suy nghĩ giúp đỡ người khác. Bên cạnh đó, vật giá leo thang, nhu cầu cuộc sống ngày càng cao, những chi phí phát sinh thường nhật theo đó ngày càng nhiều, đòi hỏi bạn cần có cách chi tiêu, quản lý tài chính hợp lý, bằng không khó tránh cảnh vay mượn, nợ nần. Về chuyện tình cảm, gia đạo, đương đầu thái tuế lại thêm ngũ hành bản mệnh xung khắc với ngũ hành năm, phương diện tình cảm của người tuổi Bính Thìn trong 6 tháng đầu năm được dự đoán buồn nhiều hơn vui. Với người tuổi Thìn đã kết hôn, bản mệnh cũng cần chú ý hơn đến trạng thái tâm tư cũng như cảm xúc của đối phương. Vợ chồng sống với nhau cả đời, đừng vì cảm xúc bột phát nhất thời mà hành xử gây tổn thương cho người kia. Đặc biệt, cần tránh chê bê nhau mà dẫn đến mất hòa khí, không khí gia đình nặng nề. Về phương diện sức khỏe, vấn đề nữa mà con giáp này cần quan tâm là việc chăm sóc sức khỏe. Sức khỏe của tuổi Bính Thìn trong 6 tháng đầu năm Giáp Thìn có phần giảm sút, dễ gặp hung hiểm bất ngờ, ốm đau bệnh tật khó tránh. Bản mệnh nên đề phòng thương tật tay chân, tai nạn xe cộ bất ngờ, đặc biệt coi chừng những thương tổn do kim loại gây ra, ví dụ như dao kéo, vật nhọn, kính vỡ, thanh sắt. Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm soát cảm xúc, tránh các tình huống va chạm cãi vã kẻo xảy ra xô xát dẫn tới hỏa huyết quang. Trong mọi tình huống, con giáp này không nên quá kích động hay ương bướng, bạn nên tỉnh táo và suy nghĩ nhiều hơn, đồng thời lắng nghe ý kiến từ bạn bè. Nữ mệnh chú ý các vấn đề về nội tiết, tránh căng thẳng thần kinh, dễ làm bản mệnh đau đầu mất ngủ. Hung tinh thiên khốc còn ám chỉ có tăng chế trong nhà. Tuổi Bính Thìn nên quan tâm nhiều hơn tới người nhà, thường xuyên đưa đi kiểm tra thân thể toàn diện để kịp thời phát hiện bệnh tật, nhất là người lớn tuổi quý anh chị nhé.
3. Luận hung cát từng tháng của người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch. Thời điểm bước sang tháng riêng là lúc để con giáp tuổi Bính Thìn thực hiện những dự định mới để thỏa ước nguyện của mình. Tháng mới có tà phù che chở, nên mọi sự khó khăn đều được giúp đỡ. Công việc của bản mệnh lúc này khá tốt, mọi việc diễn ra theo kế hoạch ban đầu mà bạn đã đề ra. Không có khó khăn gì là bạn không thể giải quyết, miễn là bạn dành đủ thời gian tập trung. Tình hình tài lộc của bản mệnh có nhiều dấu hiệu tốt, đáng mong đợi, không còn phải lo lắng hay nghĩ ngợi quá nhiều về vấn đề tiền nong, chuyện tình cảm của bản mệnh thuận buồm xuôi gió. Đào hoa vượng nhưng bạn cũng nên cân nhắc, việc lựa chọn là cần thiết nếu bạn không muốn có những sai sót về sau khiến mình cảm thấy hối hận. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tháng 2 âm lịch, tuổi Bính Thìn có Bách Việt trợ mệnh, chuyện tình cảm sẽ có những chuyển biến tích cực, gia đạo hài hòa. Có điều trong tháng này công việc của bản mệnh không được suôn sẻ thuận lợi cho lắm, con giáp này thiếu quyết đoán nên không đưa ra lựa chọn kịp thời, dẫn đến những tổn thất không lường trước được. Kiếp tài cảnh báo về nguy cơ tốn tiền hao của trong thời điểm này, tiền bạc thu về chẳng được bao nhiêu, nhưng các khoản chi tiêu lại quá nhiều, khiến cho tuổi Bính Thìn khá vất vả để có thể cân bằng được tài chính. Bản mệnh cũng vì điều này mà lo lắng căng thẳng, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, kém ăn kém ngủ có thể gây suy nhược cơ thể, cần chú ý. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Người tuổi Thìn có thể sẽ phải chịu những thách thức không nhỏ trong tháng này do bị trực thái tuế án ngữ. Cũng vì thế mà tâm trạng của bạn khá bất ổn, vui buồn thất thường, dễ dẫn đến vạ miệng nếu không kiểm soát được bản thân. Công việc trong tháng tăng cả về khối lượng lẫn độ khó, áp lực kèm theo không nhỏ. Nhưng thu hoạch cũng không hề ít nếu bản mệnh đủ kiên trì và quyết tâm tới cùng. Ngoài ra, bạn cũng phải chú ý điều hòa mối quan hệ nơi làm việc. Cục diện tương hình nhắc nhở bản mệnh cần đặc biệt lưu ý tới phương diện tình cảm, chú ý tiết chế cảm xúc, giữ không khí gia đình hài hòa, tránh xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với người thân trong nhà, nhất là thái độ của bậc con cháu với bề trên. Người độc thân cần dành thêm thời gian chăm chút cho bản thân, cuộc sống chỉ toàn công việc không hẳn là điều tốt. Đừng dễ dàng đánh mất hạnh phúc vốn đã hiện hữu ngay bên cạnh bạn chỉ vì sự bàng quan và hờ hững của bản thân. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Những điều mà người tuổi Bính Thìn chưa thể làm được hoặc vẫn còn do dự không tiến hành trong năm cũ thì từ tháng này bạn sẽ hạ quyết tâm thực hiện cho bằng được. Vận khí xui xẻo đã qua, giờ là lúc bản mệnh tìm đường đi nước bước để khẳng định năng lực bản thân cũng như phấn đấu thăng tiến trong sự nghiệp. Tháng 4 này là thời điểm lý tưởng để người cầm tin con rồng dốc toàn tinh lực cũng như thời gian để phấn đấu cho sự nghiệp. Khi công việc trôi chảy, tài lộc ắt sẽ sáng theo, không cần phải suy nghĩ hay đắn đo quá nhiều. Hãy làm những gì mình thích và chờ xem thành quả đạt được. Nhờ sự thông minh, lanh lợi và biết cách sắp xếp thời gian hợp lý, tuổi Bính Thìn dễ dàng kiêm nhiệm nhiều công việc cùng lúc. Vì thế mà nguồn thu nhập chính và phụ trong tháng đều tăng. Tuy có khó khăn, vất vả, nhưng bạn vẫn biết cách để vượt qua. Không những kiếm tiền cho bản thân mà còn trợ giúp phần nào cho gia đình, bố mẹ, mọi người trong nhà đều yêu quý và tự hào vì điều đó. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Vận may ùn ùn kéo tới, bản mệnh tích tiểu thành đại, tài lộc gia tăng không ít, tuy nhiên chưa đến độ rực rỡ, vận đào hoa tăng, lợi cho ai còn độc thân, nhưng hại với người đã kết hôn, đề cao cảnh giác với người ngoài nói xấu mà ảnh hưởng đến mối quan hệ trong gia đình của mình Bính Thìn nhé. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tháng 6 âm lịch, tháng Tân Mùi, người tuổi Thìn gặp vận trình bán hung bán cát, hung tinh không có, cát tinh không nhiều. Chủ vận trình đều liên quan tới tỷ kiên sát thần, Thìn thổ tương hình Mùi thổ, nhiều vận không cát lợi, chính quan cầm thiên ấn ngựa ngay đường quan lộc, sự nghiệp có nhiều biến chuyện hy vọng, thái tuế Bính Thân giá lâm, mang theo hồng loan tinh, người độc thân tuổi Thìn có quyền nghĩ tới tương lai tươi sáng. Có điểm bất hòa với người già và trẻ nhỏ, ra đường tránh cự cãi với người lớn, về nhà nên kiềm chế bực dọc với con cái. Ngoài ra, tháng có vận trình cạnh tranh mạnh, hai thổ song hành phá ra tài lộc, nhưng chi tiêu cũng không kém phần long trọng. Vận tài lộc, người tuổi Bính Thìn nên lấy thủ làm trọng. Sức khỏe có quan phù, bạch hổ tiềm tàng, người này nên thường xuyên kiểm tra định kỳ luyện tập để phòng bạo bệnh. 4. Bình giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. 1. Bình giải sao hạn cho nữ mạng tuổi Bính Thìn năm 2024. Theo sao chiếu mệnh, trong năm 2024, tuổi Bính Thìn nữ mạng gặp sao Thái Âm. Thái Âm rực rỡ cung hằng, tháng 9 tiền bạc giữ ăn để dành, tháng 10, 11 hạn hành, tránh hai tháng ấy mới lành bản thân. Thái Âm là cát tinh, rất tốt cho nữ giới,
gặp sau này nữ mạng Bính Thìn sẽ có được sự hài hòa, vui vẻ, hạnh phúc về tinh thần và giàu có về tiền bạc. Trong năm đương số rất có duyên với bất động sản, có thể cân nhắc đầu tư hạng mục này. Theo niên hạn, hạn huỳnh tuyền hạn ấy nặng thay, dẫu khỏi tai nạn khiến dày ốm, đau khuyên ai khấn mượn hết lòng, cũng sao giải hạn thoát vòng tai ương. Huỳnh tuyền chủ về hao tài và hao nguyên khí, tuổi Bính Thìn nam mạng dễ bị đau đầu chóng mặt, khí huyết lưu thông kém, nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Tiểu kết, nữ mạng Bính Thìn may mắn có cát tinh chiếu mệnh, nên đời sống tinh thần có nhiều sự cải thiện tích cực trong năm 2024. Các phương diện cuộc sống ít nỗi muộn phiền, có thể yên tâm làm việc của mình, tiền bạc không cần phải quá căn ke. Bản mệnh có lộc về đất đai, có thể tập trung làm ăn theo hướng này, nhưng chớ nên bất chấp. Cách kích hoạt các tính của sao Thái Âm bằng phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, tốt ba giờ xanh dương, đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng, nâu. Nên tiến hành đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản trong năm được sao Thái Âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc, vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không vụ lợi, bởi bản mệnh tốt bụng, không ngại ngần giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. Cách giải hạn huỳnh tuyền năm 2024. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước, tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng, tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân, đồng thời cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Để phòng ta bay vạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết, không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. 2. Bình giải sao hạn cho nam mạng tuổi Bính Thìn năm 2024. Theo sao chiếu mệnh, trong năm 2024, tuổi Bính Thìn nam mạng gặp sao Thái Bạch. Thái Bạch sao ấy khốn cùng, làm ăn thua lỗ tứ tung thở dài. Tháng năm là tháng ách tai, gia đình xáo trộn trong ngoài bất an. Thái Bạch là hung tinh gây hao tán tiền bạc rất mạnh, dân gian có câu, Thái Bạch quét sạch cửa nhà, công việc kinh doanh có tiểu nhân quấy phá, mất tiền mất của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Xấu nhất là tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Theo niên hạn, hạn toán tận chủ về hao tài tốn của, ốm đau bệnh tật, ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ cả mạng. Tiểu kết, gặp năm có hao tinh chiếu mạng, báo hiệu biến động mạnh về tài chính, tiền bạc tiêu hao nhiều, phần vì làm ăn khó khăn, tiểu nhân đấu đá, dính dáng tranh chấp, thực hiện, phần vì sức khỏe giảm sút mà phải tốn kém, trong năm xuất hành bất lợi, hạn chế đi xa một mình kẻo tiền mất tật mang. Cách hóa giải sao Thái Bạch bằng phong thủy năm 2024. Tích cực làm việc thiện, có quan niệm cho rằng nếu không muốn bị quét sạch của nhà, mệnh chủ nên lấy tiền của đi quyên góp giúp đỡ người nghèo khổ, làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Hạn chế dùng đồ trắng, vì sao Thái Bạch thuộc hành kim, nên trong năm đương số tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt, nhất màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc gồm đen hoặc xanh dương. Đồ phong thủy, có thể dùng những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an. Tiếp theo trong chuyên mục phong thủy may mắn năm 2024, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý vị về màu sắc may mắn giúp Bính Thìn gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Màu tím vượng sự nghiệp. Màu sắc này sẽ giúp bản mệnh phát huy được điểm mạnh của mình, đồng thời biết mình biết ta, đưa ra những quyết định đúng đắn, bạn cũng sẽ tránh được những tranh chấp, thị phi không đáng có. Màu đỏ vượng tài lộc, sức khỏe. Ai cũng biết màu đỏ đại diện cho may mắn, nó sẽ giúp bạn mở rộng quan hệ, kết giao với nhiều đối tác triển vọng, đôi bên cùng hợp tác đạt được thành công. Ngoài ra màu này cũng giúp bạn cảm thấy phấn chấn, tràn đầy sức khỏe. Màu vàng vượng tình duyên. Màu vàng sẽ giúp bạn thể hiện được những nét quyến rũ ẩn giấu mà trước nay có thể chính bạn cũng chưa nhận ra,
bạn biết cách nói năng, quan tâm đến mọi người nên dễ lọt vào mắt xanh của người khác. Màu kỵ năm 2024 của tuổi Bính Thìn là đen, xanh lục. Màu này khiến người tuổi Bính Thìn trở nên bất cẩn, tiêu dùng hoang phí, sa đà vào lối sống hưởng thụ và còn có thể kết bạn xấu trong năm nay, gây tác động tiêu cực đến tài lộc. Khi rơi vào tình huống khó khăn, bạn cũng trở nên nóng nảy, bạo lực dẫn đến xô xát với người khác, thậm chí nghiêm trọng còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Quý vị thân mến, bước sang tuổi 49, Bính Thìn cần tránh 3 điều này để cuộc đời bình an, hạnh phúc. Điều cấm kỵ thứ nhất, bênh vực con cái một cách mù quáng, vô căn cứ. Nếu giữa các con có bất kỳ va chạm nào, cha mẹ nên là một trọng tài công tâm với mục đích cao nhất là hàn gắn lại mọi thứ. Bất kỳ một sự thiên vị bênh vực vô căn cứ nào, dù nhỏ nhất cũng khiến cho mâu thuẫn càng thêm trầm trọng và âm ỉ lớn lên cùng với thời gian. Điều cấm kỵ thứ hai, cười nhạo người khác. Trong cuộc đời mỗi con người khó tránh khỏi những bất hạnh. Khi người khác gặp chuyện không may, chúng ta cần giúp đỡ họ với tất cả sự đồng tình, thông cảm. Nếu không cũng đừng cười họ, bởi có thể người gặp chuyện tiếp theo sẽ là bạn. Đừng vì người ta khác mình mà dè biểu, dèm pha. Đừng vì họ khác mình mà ghét họ. Đừng cho những người ở nhà là buồn chán, cổ hủ. Cũng đừng lên án kẻ lang thang là sống vô ích, vô tâm. Không phải ai cũng tốt đẹp, nhưng luôn có điều gì đó tốt đẹp trong bất cứ ai. Đừng bao giờ vội vã phán xét người khác, bởi vì vị thánh nào cũng có một quá khứ và kẻ tội đồ nào cũng có một tương lai. Đừng vội cười người khác vì những chuyện ngày hôm nay, bởi chưa biết chừng ngày mai bạn cũng sẽ giống như họ. Cuộc sống mà, hãy sống một cuộc sống thanh thản. Đừng bao giờ cười ai bất cứ thứ gì. Nếu như họ cười mình thì có ngày họ sẽ nhận hậu quả. Mỗi người sống đều có một hoàn cảnh, một số phận khác nhau, người khác sẽ không cách nào hiểu được tường tận. Vậy nên, đừng vội vàng chỉ trích hay phán xét người khác khi không hiểu gì về tình huống chân thực của họ. Đừng bao giờ vội cười người khác khi cuộc sống này có luật nhân quả, cười người hôm trước hôm sau người cười. Điều cấm kỵ thứ ba, thiên vị trong các mối quan hệ gia đình. Trong gia đình, bất cứ sự thiên vị nào cũng là nguyên nhân dẫn đến sự xa cách, thậm chí là mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên. Hãy khéo léo trong cách cư xử để mọi người luôn cảm nhận được sự chan hòa, ấm áp trong gia đình bạn. Khi gia đình có sự thiên vị, chắc chắn trách nhiệm đầu tiên thuộc về cha mẹ. Ngay từ khi những đứa con còn nhỏ, do sự tương đồng về hình thức, tính cách hoặc giới tính, bạn có thể yêu một đứa con nào đó hơn đứa khác. Hãy thận trọng, điều đó không nguy hiểm nếu bạn luôn rạch ròi phân minh công bằng trong cách cư xử theo kiểu thương anh tôi để trong lòng, việc quan tôi cứ phép công tôi làm, những đứa con sẽ được những phần thưởng như nhau, nếu có công như nhau và hình phạt tương tự, nếu có lỗi tương tự. Không thiên vị, không có nghĩa mọi thứ luôn luôn phải chia đều, ai cũng giống ai theo chủ nghĩa bình quân. Điều quan trọng là bạn cần căn cứ vào thiên hướng tố chất từng đứa con để có sự quan tâm chăm sóc và bồi dưỡng chúng phù hợp. Trong số con cái, có thể có đứa thành đạt hơn trên một phương diện nào đó, cha mẹ không nên vì thế mà bỏ rơi đứa khác. Nhiều gia đình thường chỉ biết tự hào và luôn nhắc nhở đến đứa con có học vị cao hơn, thu nhập cao hơn hay có quyền có chức mà ít khi nhắc tới đứa con khác. Hãy nhớ rằng tiền bạc chức vị chỉ là những thước đo của xã hội. Trong gia đình, mọi thành viên nên bình đẳng với nhau, bất chấp họ thành công hay thất bại trong cuộc sống. Lời nhắc mạnh dành cho tín chủ, biết thế nào là đủ thì sẽ có đủ. Chương 46 của Đạo Đức Kinh, Lão Tử giảng, họa mặc đại ư bất tri túc, cửu mặc đại ư dục đắc, cố tri túc, thường túc hỷ. Nghĩa là không họa nào lớn bằng không biết đủ, không hại nào lớn bằng ham muốn có được, cho nên biết thế nào là đủ thì sẽ luôn có đủ. Đại đa số những người gặp khổ đau, phiền não đều bắt nguồn từ lòng tham bên trong, càng truy cầu vật chất, càng tự tăng áp lực cho bản thân. Loại áp lực này không phải từ thế giới bên ngoài mà là tự mình chuốc lấy. Vậy nên phải sống có chừng mực, bởi lòng tham không đáy sẽ dẫn con người đến vực thẳm. Gạt bỏ những ham muốn không phù hợp trong lòng sang một bên, bạn sẽ thấy thư thái hơn. Lão Tử cho rằng, người dù kẻ nghèo quyết định bởi sự biết đủ hay không biết đủ, biết người là khôn, biết mình là sáng suốt. Chương 33 của Đạo Đức Kinh, Lão Tử giảng, chi nhân giả trí, tự chi giả minh, thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường, trí túc giả phú, cường hành giả hữu trí. Có nghĩa là biết người được gọi là khôn, tự biết mình là sáng suốt, thắng người là người có sức mạnh, thắng mình là người mạnh thực sự. Một người thành công phải tự mình thắng được bản thân. Chúng ta sống ở đời thường khó hiểu mình hơn hiểu người khác. Thay vì chiến thắng người khác, chúng ta cần chiến thắng chính mình. Cuộc sống vật chất khiến chúng ta lao vào kiếm tiền nhiều hơn là lắng nghe bản thân. Nhìn từ quan điểm của đạo giáo, những hành động này thuộc về cực dương, là những chuyển động bên ngoài, và chúng ta cần một sự cân bằng giữa hai thái cực. Do đó, Đạo Đức Kinh khuyến khích chúng ta nên dành thời gian để trau dồi cực âm, là nội tâm bên trong của bản thân.
học cách hiểu bản thân trước khi hiểu người, biết chịu thiệt chưa chắc đã là thiệt. Chương 28 của Đạo Đức Kinh có viết, vật hoặc tổn chi nhi ích, hoặc ích chi nhi tổn, nghĩa là vật khi bớt đi mà lại tăng thêm, có khi tăng thêm mà hóa ra là bớt đi. Ở đời có lúc nghĩ mình chịu thiệt, nhưng hóa ra là được lợi, cũng có lúc được lợi nhưng thực tế là chịu thiệt. Mọi thứ tồn tại đều theo quy luật âm dương, dương thịnh thì âm suy, âm thịnh thì dương suy. Mấu chốt ở đây không phải âm bao nhiêu, dương bao nhiêu mới thích hợp, mà cân bằng âm dương mới có thể hợp nhất với đạo của đất trời. Đôi khi vì lợi ích nhất thời mà phá vỡ cân bằng âm dương, điều này ảnh hưởng đến sự ổn định lâu dài. Vậy nên, các bậc hiền nhân rất chú ý đến sự may mắn và tài lộc hơn là lợi ích. May mắn và tài lộc chính là tác động tích lũy lâu dài, chứ không phải vì lợi ích và tổn thất hiện tại. Phàm đã là con người, sống ở đời nên biết đủ sẽ có đủ, biết người là khôn, biết mình là sáng suốt. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.